cửa bệnh viện ngoài kia là quá khứ, những vui buồn khao khát đã từng qua. Ước lòng quay được thời gian, trong tàu mơ ước xa dần vô biên. Kính thưa quý vị, sở dĩ Tường Vi đọc 4 câu thơ này là muốn nhắc đến quý vị đừng lãng phí sức khỏe và thời gian. Thời gian là thứ vô giá mà có tiền cũng chẳng mua được thời gian. Vì lý do là quý vị cứ lo làm mà không nghĩ đến sức khỏe. Khi bệnh rồi quý vị mới thấy thời gian nó quý như thế nào. Trước kia tôi thường hay bị bệnh và mệt mỏi. Cứ vài tháng là tôi phải đi gặp bác sĩ một lần. Tôi cảm thấy lúc nào cũng đau, như là con người không được khỏe. Cách đây 10 năm khi đến Tori thì tôi bị cái chứng gâu ở chân một cục bằng cái trái bên bông, ở tay một cục cũng gần như. Suốt cả 10 năm tôi sợ, không dám đi mổ, vì thấy mỗi người mổ ra là người ốm yếu, ăn không được, người càng ngày càng ròm đi. Lúc trước khi mà tôi đi làm về, mỗi ngày đi làm về, về tới nhà rất là mệt mỏi, không muốn làm gì khác á. Tôi trong người thường hay bị mất ngủ, trong người nó ra mồ hôi ban đêm á, cho nên cảm thấy trong người nó lạnh nữa. Một đêm mỗi lần đi dịch mình là khoảng đi tiểu khoảng 3 lần. Nó làm gì nó bị quại, nó không khỏe như bây giờ. Quý vị yên tâm, công ty Forever Life sẽ tạo cho quý vị một thời gian rất vô giá. Đó chính là Tứ Quý Đại Bổ. Tứ Quý Đại Bổ đem lại sức khỏe và niềm hạnh phúc cho tuổi già, không còn bệnh tật, kéo dài tuổi thọ. Tôi 87 tuổi rồi. Đặc biệt, Tứ Quý Đại Bổ có thể giúp phòng ngừa và kháng lại sự phát triển của tế bào ung thư, cũng như có thể kích thích tế bào ung thư tự hủy diệt, giúp mau chóng hồi sức sau những cơn bệnh hoặc giải phẫu hay làm xạ trị ung thư. Tứ Quý Đại Bổ đem lại sự trẻ trung và sức khỏe sung mãn, ăn ngon miệng và ngủ ngon giấc. Sau khi tôi mổ cách đây 2 tháng, tôi về được người bạn giới thiệu tôi uống cái thuốc Tứ Quý Đại Bổ đó. Tôi uống vô viên đầu tôi thấy cảm thấy dễ chịu. Nhưng mà từ khi mà dùng cái sản phẩm này khoảng mới có 10 ngày đầu tiên thôi là tôi đã cảm thấy là cái giấc ngủ nó rất là sâu rồi. Từ lúc tôi uống Tứ Quý Đại Bổ, chưa đầy một chai mà tôi đã thấy mình khỏe ra. Tứ Quý Đại Bổ được bào chế tổng hợp 4 tinh chất hảo hạng và quý hiếm, đó là Fucoidin Nhật Bản, Đông trùng hạ thảo, nấm linh chi và lộc nhung. 4 tinh chất này đã được công ty Forever Life nghiên cứu rất tinh vi và qua nhiều lần thử nghiệm, hầu đạt được liều lượng cần thiết và thích hợp trong từng viên thuốc để đem lại sức khỏe cho mọi người. Trước hết là tinh chất Fucoidin của Nhật Bản. Fucoidin giúp gia tăng tuổi thọ, đồng thời Fucoidin có tác dụng chống sự xâm nhập của vi khuẩn, đặc biệt nhất là có khả năng ức chế sự phát triển của tế bào ung thư. Đồng thời Fucoidin có tác dụng thúc đẩy tế bào ung thư tự hủy diệt, giảm bớt những nguy hại khi bệnh nhân phải làm xạ trị hoặc hóa trị. Tinh chất thứ hai là đông trùng hạ thảo, giúp bổ phổi, làm thông khí quản, chống bệnh ho suyễn, suy nhược cơ thể, giúp gan lọc độc tố trong cơ thể, giúp lọc máu, bồi bổ sinh lực, giúp cơ thể tăng thêm sức đề kháng chống các loại bú độc, bú ung thư. Chỉ có cái này là Tứ Đại Bổ này là tôi thích nhất. Bây giờ tôi lại xuống Tân Xanh tôi mua tiếp đây. Kế đến là linh chi. Công dụng của nấm linh chi giúp điều trị hiệu quả các chứng bệnh như bệnh gút, bệnh huyết áp, mỡ máu, suy nhược thần kinh, gan, thận, giảm quá trình lão hóa của cơ thể. Nấm linh chi còn giúp phát triển và tăng thêm sức đề kháng cho cơ thể chống các loại vi khuẩn, giúp ăn ngon, ngủ ngon, lưu thông khí huyết, da dẻ hồng hào, mạnh khỏe. Từ lúc mà sử dụng cái này xong rồi tôi đi tập thể dục về, những cái cơ bắp nó giãn ra, hầu như là buổi tối ngủ nó không thấy đau nữa. Mà trong khi mình đi tập thể dục thì mình lại có rất là nhiều sức. Và sau cùng là lộc nhung, tinh chất sâm nhung bồi bổ tối đa cho sức khỏe, đặc biệt đã thông khí huyết, tăng sinh lý, giúp thận khỏe mạnh để gạn lọc và thải hồi độc tố từ trong máu. Dùng lộc nhung sẽ thấy giảm mệt mỏi, tinh thần sảng khoái, bổ thận tráng dương, điều trị vô sinh hiếm muộn, yếu sinh lý. Bây giờ thì coi như là tốt hẳn đi, coi như là mình nói là coi như là mạnh hơn, khoảng cái thận phổi các cái đi cái nội điều nó mạnh hơn, cái da mặt mình cũng hồng hào hơn hồi trước nhiều. Sau khi mà sử dụng cái này khoảng 1 tháng sau, tôi cảm thấy đi làm về nhà trong người, trong cái cơ thể mình còn rất là nhiều energy để rồi mình cảm thấy mình thích thú làm việc nhà hơn. Đó, lúc trước tôi bệnh có 48 kg mà bây giờ tôi lên được 53 kg rồi, khỏe mạnh rồi, ăn uống được. Sau 2 tuần tôi dùng lại là hầu như là cái triệu chứng mà ra mồ hôi ban đêm đó, nó đã biến mất đi.
cho nên tôi ngủ lại được. Cái giấc ngủ nó sâu mà nó ít có giật mình. Sau một tháng sau hầu như là tôi không có giật mình nữa. Tôi xác nhận tôi thấy cái thuốc hay. Nếu mà những người tuổi già như tôi đó, 80 tuổi đó, mà dùng được cái thuốc này thì tôi nghĩ là sẽ đem lại sức khỏe dồi dào cho mình, biết yêu đời, biết sống vui và không có bị bực bội cái chứng đầu nhất hay thế này kia nữa. Tôi rất là hài lòng và tôi cũng uống luôn từ đó tới nay, và gần như một năm nay tôi không hề đi gặp bác sĩ nữa. Tại đây tôi cũng xin cảm ơn quý công ty đã sản xuất được giống sản phẩm này. Nhờ nó mà tôi uống đều đặn, gần một năm nay sức khỏe của tôi rất tốt. Tứ quý đại bổ với 4 tinh chất: Phu Khôi Đình Nhật Bản, Đông Trùng Hạ Thảo, Nấm Linh Chi và Lộc Nhung chính là sự đảm bảo sức khỏe cho cả 4 mùa xuân, hạ, thu, đông. Hãy dùng Tứ Quý Đại Bổ để luôn được mạnh khỏe. Liên lạc 1888 979 1888.